Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chuyển cái cây vạn lộc từ trồng bình đất sang bình thủy canh. Thì, đầu tiên thì ta phải rửa cái cây đi. Đây là cây mới, cây vạn lộc. Cây này thì sống ở trong nhà, ánh nắng vừa phải, nó có lá rất nhiều màu và có hoa nữa. Khi rửa sạch lá và rễ rồi thì ta bắt đầu cho đá vào, đá trắng. Đá trắng trước khi cho vào bình thì ta phải rửa cho nó sạch đi. Không là cái mặt đá nó ra màu nó sẽ bị đục. Trong cái bình sẽ xấu đi.
khi đã có một cái bình như thế này rồi thì ta bắt đầu cho chút dinh dưỡng cho cây. Đây sẽ dùng cái loại dinh dưỡng này. Mình đổ chừng độ khoảng một lát. Và cái nước dinh dưỡng này thì mình có thể thay cũng độ khoảng là 20 ngày. 20 ngày mình thay một lần. Và cái bộ rễ này mình, khi mình cho vào trong bình thì làm sao nó làm trọn bộ ở trong nước. Còn cái từ gốc trở lên thì sẽ vẫn là ở trên mặt nước. Vậy là ta đã được một cái bình cây vạn lộc thủy canh. Và cái cây vạn lộc này thì nó sống được ở trong môi trường là mát, và chúng ta có thể để vào trong nhà để trên bàn uống nước hoặc là kệ tivi. Nó sẽ tạo ra một cái không gian sống xanh cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.